Chào các cháu nha. Bây giờ ông sẽ giới thiệu cái vườn rau này. Đây là gia đình là đang chuẩn bị trồng đây này. Đấy, vừa làm mấy làm phân, đây là rau thơm. Đây. Đây, khu vực này rau thơm này. Đây. Đây là chủ nhà đang coi như nhặt cỏ. Đấy. Bên cạnh vườn rau này lại có cái bể nước để tưới. Đây. Đây, cái này rau thơm này. Rau này. Rau sạch đấy. Rau sạch này. Đấy. Đây cái này rau cải. Bên cạnh là rau ngót này. Đây rau cải đây. Rau cải đang phát triển này. Đấy. Tất cả đây là cái vườn rau sạch của gia đình để cải thiện ăn hàng ngày. Đấy. Giới thiệu các cháu để các cháu biết thấy được. Đây này. Đấy. Vườn rau cải. Rau cải đang phát triển đấy. Bên cạnh này rau ngót đấy, rau sạch đấy. Bên trên này là đây, rau cải đây. Rau cải làm bây giờ nó hơi sớm một tí nhưng mà cũng nếu chẳng ăn ăn không hết thì bán đây. Đó, rau cải đấy. Đấy, giới thiệu với tất cả các cháu để các cháu nhận đây. Đây rau cải bẹ. Rau cải bẹ này người ta không cắt hết đâu, người ta chỉ cắt cái bẹ để bán thôi hoặc là bẹ để ăn thôi. Rau này sạch không phun thuốc sâu. Đây. Đấy. Nhà cũng vườn cũng rộng rộng một tí để trồng rồi rau sạch để ăn. Đấy. Giới thiệu với các cháu lên. Đấy, vườn rau sạch đây. Cái vườn rau này kia cái kia là rắc rắc để gì đấy, rau đấy, rau ngót đấy, rau ngót rất đẹp, lá mơn mởn này, lá non xanh non đấy. Đây rau ngót đấy, rau ngót đấy. Rau ngót này cạnh cạnh rau ngót là cái cải. Cải này nó chưa rét đâu, chưa rét, nó chưa lên mấy rét lên mạnh được cây đã có tỉa ăn rồi. Đấy. Đây, những cây này là tỉa. Tỉa ăn đấy. Đấy, vườn này vườn này. Bên trên này là bằng cạnh trên này lại có cái vườn rau màu tươi. Màu tươi này coi như là không cắt thì để này nó bò hết à. Thì cái này cắt bán được ấy, người ta bây giờ rau sạch của người ta mua này là mình cũng cắt đi mà bán. Cái này phải cho phân nhiều vào, phân lợn phân ấy vào cho nó đấy. Đấy. Cái phân vào cho nó lên cho nó đẹp đấy, tất cả khu vườn này để gia đình sinh hoạt thôi, còn thừa ra mới bán. Ít bán lắm. Ừ. Chủ yếu là rau sạch để gia đình dùng thôi, chứ không có bán mấy. Đấy. Còn dưới này là đây cái kia. Rau này là rau đây rắc ra để lấy cái con giống trồng. À, đây. Cái này là rắc ba cái tỉa những cái con giống này ra để trồng. Đây, này cái này. Đây, tỉa như này, tỉa những con giống này ra đây. À, tỉa những con giống này ra để trồng vào cái luống bên này chẳng hạn. À, này. À, này cái này cũng thế. Cái con giống này đang còn nhỏ. Đây. Tỉa hết cái rau này ra đây mà sẽ để cho trồng sang luống khác. Đây. Đây. Rất đẹp. Đây. Tất cả khu nhà này kia là cái bể trên là bể nước trên, xong rồi chuyển xuống cái bể dưới để tưới
nước phun rất thuận lợi. Đấy. Đây. Lau sạch. Đây là giới thiệu rau sạch của gia đình thôi, để sinh hoạt thôi. Rau này cũng là cái này thì rau thơm. Đấy, khu vực này rau thơm. Đấy, kìa. Đây là cải. Cái này một ngày nó có đầy cái bể đâu. Một ngày nó có bể đầy cái bể nước đâu. Ừ. Cái này tưới ra cái rau thơm này. Cái rau thơm này phải lấy cái đất này lấp nó vào thì nó mới nhanh 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 quanh là lên. Giờ thỉnh thoảng thì cắt rau đi là coi như mình lại cái rau bên này là cái dắt cái phân gà vào cái rau sống rau ấy thì cái này là nó lên nhanh lắm rồi. Cái lá rau dấp này, cây rau dấp này, đây là cây rau dấp. Cây rau răm này, đấy. Đây là rau dấp, đây là cái rau thơm, rau húng chó, đây cái này là cây rau húng chó. Đây. Đấy. Cây này là cũng cây rau dấp này là vừa ăn là mát này, hai nữa là để nếu các cháu mà nó bị ốm mà sốt, ta dùng lá dấp này ta gã ra, ta cho nó uống một tí, còn lại là đắp lên trán cho nó, thì là sau nó lại hạ nhiệt rất tốt. Cây rau dấp này, còn đây là rau cây này cây rau ngổ à? Đó, rau ngổ đây, đây là cây rau ngổ. Đây là cây rau răm này, rau răm tốt, rau sạch đấy. Đấy. Sạch gia đình đấy. Đấy. Bên này là đấy. Rau thơm, đấy. Hành, cái rau thơm, rau húng chó đấy. Cái rau này mà nó lên được, nó lên nhanh lắm. Nhưng mà nó ngồng ngồng cái này là phải cắt nó đi này. Cắt nó đi trồng chỗ khác. Cắt hết nó đi xong rồi mình trồng lại. Đây là rau húng chó đấy. Đây là cái này là cây lá răng cưa. Đây là cây lá răng cưa. Bên cạnh nó là cái lá răng cưa rau này. Cái này là chiều mình lấy đi là cắt cái ngọn đi cho nó khỏi bò đây này, bò trong tưới đây này. Đấy là rau sạch, cắt đi quay hết cái rau sạch này. Ngọn lên cái bên mỏ này, ngọn rất nhiều. Đấy, rau ấy. Bên dưới là từng cỏ nhưng mà không phải đâu. Đấy. Cỏ đâu. Thế này là cây rau dấp chứ cỏ đâu. Đó, lá rau dấp đấy. Đấy. Cái cây rau dấp ở dưới đây trông cái từng cỏ không phải đâu. Rau dấp này. Đấy. Toàn bộ khu vực đấy. Đấy. Rau. Rau sạch của gia đình đấy. Đó. Đấy. Ngọn rất đẹp. Cây bắp cải này, cái cây cải thì bẹ này. Đây này, đây là cây cải bẹ. Đấy, quay sang rau thơm. Rau thơm này nó phát triển nhanh lắm, nó cũng rất thuận lợi. Rau thơm này. Tất cả khu vực này rau thơm này kết hợp với lại là cái cây rau dấp
lá dấp ấy. Đấy. Lá rau dấp thì là đấy, tất cả nha. Vừa cái rau này, rau với gia đình rất đơn. Đấy, bên trên thì các cây cối ăn quả, bên cạnh là chuối, rất thần thoại. Đây, qua video này là ông giới thiệu cái vườn rau sạch của gia đình. Đấy, là các cháu nhấn like để giúp ông nha. Giúp ông là nhà nông vlog. Đấy, khi video sau để ông sẽ giới thiệu nhiều hơn. Đấy. Chúc các cháu khỏe nha. Xin chào các cháu nha.